Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi cùng với một số bạn hữu từ thành phố Boston sẽ lái xuống thành tiểu bang Connecticut và đặc biệt là thành phố Hartford sẽ có một cái tiệm phở, quý vị. Tiệm phở rất là đặc biệt là họ có một cái chương trình thử thách mà một cái tô phở rất là lớn, và nếu người nào ăn xong cái tô phở đó thì sẽ được những món quà, cũng giống như là sẽ được chụp cái tấm hình của mình và treo trong cái tiệm phở. Wake up! Let's go try some pho, okay? Yay! Big pho. The challenge pho, right? Challenge pho, yes. Kính thưa quý vị, thì và hôm nay thì Trường Giang đã đến được tiệm phở 135 tại thành phố West Hartford, tiểu bang Connecticut. Thì trước mặt chúng tôi là cô chủ của tiệm phở, cô Tuyết Nguyễn. Cô Tuyết Nguyễn sẽ nói qua vài cái chi tiết cần thiết để khi mà mình thử thách cái tô phở này, và theo tôi biết thì chưa có ai thành công hết, nhưng mà hôm nay thì hy vọng là anh Duy và cô Liên Thư sẽ sẽ cố gắng được cái hình mình treo trên cái tường gọi là challenge board Hall of Fame. Để xem cái tô phở này làm như thế nào thì chúng ta phải vào bếp để coi cái bếp chính họ sẽ chuẩn bị cái tô phở này như thế nào cho chúng ta, ok. Và cô Tuyết Nguyễn sẽ giới thiệu chúng ta về thành phần mà có trong cái tô phở này là những thành phần, những cái phần gì, những cái nhiên liệu gì. Thì xin mời vị theo chúng tôi vào trong bếp nha. Vừa bước vào nhà bếp thì nó ập vào mặt của Trường Giang là một cái nồi nước phở, và cái mùi cái hương vị rất là thơm, quý vị, thơm mùi phở. Tuyết có thể cho chúng tôi biết là cái challenge bowl, cái tô phở mà thử thách đó nó có gồm những cái gì? Dạ, trong cái tô bự hồi nãy đó, quý vị coi á, là cái tô đó có 2 pound bánh phở, 2 pound thịt và thịt tái nạm bò viên, và 8 cup nước phở này. Thì trong cái nồi này á, là chứa khoảng 130 cho tới 150 tô phở. Tất cả những cái nhiên liệu, những vật liệu và thịt đều có ở đây và làm tươi nữa quý vị. Nhưng mà cái tô phở này bao nhiêu pound em? Cái tô phở cái tô không á, thì nó khoảng chừng cái tô không chưa có bỏ gì vô hết, thì cái tô đó khoảng chừng gần 8 pound. Và khi bỏ vô đồ ăn đó, thì cái lượng đồ ăn ở trong cái tô á, là khoảng từ 12 tới 14 pound nữa. 12 tới 14 pound, quý vị, 12 tới 14 pound. Thì mình có cái cân đó, là khi mà mình có khách order tới để challenge á, thì mình có cái cân, rồi mình cân thịt, mình cân bánh, rồi mình bỏ vô. Nhìn cái tô không là muốn xỉu rồi quý vị. 12 tới 14 pound thì làm thế nào đây? Thì Trường Giang hy vọng là cái nhóm của chúng tôi từ Boston lên đây có thể thắng được cái challenge này. Cái sinh tử mới ăn được cái tô tô phở lớn nè. Kính thưa quý vị, thì hôm nay nhóm của thành phố Boston lên đây thì có hai bạn, và hai bạn đang thưởng thức một cái tô phở challenge. Cái tô phở này là từ 12 tới 14 pound, quý vị. Thì hình như là cô bên đây thì cũng đi một đoạn đường cũng khá dài rồi, nhưng mà không biết là cô bây giờ mình tìm hiểu thử cái là cảm giác của cô như thế nào. Ok, ok, nãy giờ ăn cái tô phở này em thấy như thế nào? Ngon quá. Ngon quá. Em thấy là trong vòng 45 phút em có thể ăn xong cái tô phở này không? Chắc thiếu thời gian. Chắc thiếu thời gian. Yeah. So you know, I see that you're digging into it, but kind of slow to me. So how do you feel now? It's very good. You can definitely taste the broth. It's very different from most. It's excellent, but it's too much. You cannot give up on it, right? I can't give up. I'm just enjoying the food, you know. Whatever comes will come, you know. At least I did it. At least I tried. Kính thưa quý vị, thì may mắn cho chúng tôi đang ngồi giữa hai đối thủ rất là tương đối là mạnh đó, nhưng mà anh thanh niên bên đây hình như là anh hơi chậm một tí, nhưng mà cô bên đây hình như là cũng đang thử ăn rất là mạnh, quý vị. Thì thôi, anh cũng xin chúc em là ăn hết cái 14 pound phở này nha, rồi sau tuần này tuần lễ thì mình không ăn gì nữa. Chắc ăn này xong là 2-3 tháng nữa cũng không hết. Thôi để mình Trường Giang sẽ ngưng ở đây, và chúng tôi sẽ đợi cho tới sau 45 phút thì coi cái kết quả của hai đối thủ này như thế nào. She will not eat pho for 3 months.
That's right, he got it. How about this guy? Maybe 10 months for him. He's already big and chubby. Hình như cái tô phở thì vẫn được 1/3 rồi quý vị, em qua đây. Bây giờ mình hỏi thử cái cảm nghĩ của cái cô đối thủ Liên Thư. Thấy cô cũng nãy giờ cô ăn cũng dữ lắm nhưng mà vẫn không hết thì thấy em ăn xong cái này thì em cảm thấy như thế nào? No. No, thở không nổi luôn. Chưa bao giờ ăn một cực khổ vậy. Nhưng mà phở rất là ngon, phở rất là ngon. Tuy rằng mà không thắng được chuyện này nhưng mà cô là người phụ nữ đầu tiên đến tiệm phở 1-3 năm để thử cái challenge này, cái thử thách này. Các quý vị, trong vùng Đông Bắc này chưa có một cái tiệm phở nào có những cái thử thách cho ăn cái tô phở lớn như thế này. Bên phía Tây của đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta đã có biết vài tiệm phở nhưng mà đây là số 1 quý vị và là đầu tiên. Nào nếu quý vị đến visit là tham quan cái các tiểu bang của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì nên đến tiệm phở 1-3 năm tại thành phố West Hartford để dùng thử cái tô phở này. Thì chuyên gia tường thuật cho Đài BTN từ thành phố West Hartford. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.